Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thể thấy đây là phần mic của điện thoại Huawei Mate 9. Đó, các bạn thể thấy phần vàng vàng nhỏ nhỏ này. Đây là mic Huawei Mate 9. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần mic nghe gọi của Huawei Mate 9, nói đầu bên kia nghe nhỏ, nghe dè, nghe chập chờn cũng không, là do phần mic này là lỗi hỏng, cần phải thay mới. Hiện nay di động có cấp .men, có tất cả các linh kiện của quá trình sửa chữa điện thoại Huawei Mate 9 nói chung và phần mic nghe gọi của Huawei Mate 9 nói riêng thay mới với các bạn. Quý vị các bạn chỉ cần liên hệ 024-66-75099. Kỹ thuật viên tại di động có cấp .men sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể, chi tiết cho quý vị các bạn về dịch vụ sửa chữa điện thoại Huawei Mate 9, sửa lỗi không hỏng mic, không nói được trên Huawei Mate 9 cho quý vị các bạn nhanh chóng, an toàn, tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024-66-75099. Xin cảm ơn quý vị các bạn.